Chào các bạn nha, bữa nay mấy anh em được nghỉ một bữa các bạn. Bữa nay lâu rồi không nghỉ, bữa nay nghỉ á nên quay cảnh ban đêm cho mấy anh em xem á. Đó đang chuẩn bị đang chuẩn bị nấu cháo, cháo sò. Đó, cái tô cái này là lụa với ốc gai. Đó, lụa với ốc gai với ốc búa đồ kia lộn xộn nè. Đó một tô luôn. Quá trời luôn. Đó, quá trời, bên em mới lọc xong nè. Rồi mực mực này là hồi là đẩy vô luôn đó hả? Mực gai hay gì phải không? Đẩy vô luôn. Gai rồi hai con cá này thả vô luôn. Ừ. Rồi thêm nữa con gà nữa. Ừ, con gà vịt gì đó. Bên em đang chuẩn bị nấu cháo. Quá trời tô này luôn rồi. Cái này rửa chưa? Ôi, còn có miệng nè ông ơi. Hả? Rửa không rửa, rửa lại sao? Nè miếng đó. Rửa không rửa lại một cái. Ừ, rửa lại một cái được, sạch lại cái cát rồi kia. Lắc thử tỏi mỡ cái đổ vô. Xào một cái. Cái này cũng khoảng cái này cỡ mấy giờ rồi ta, cỡ 9 giờ rồi. Cái này 9 giờ rồi. Dễ kêu luôn rồi. Xử nó trước đi. Bỏ nó đó kìa. Ăn trước hả? Mấy anh em đậu lại, mấy anh em chung lại ha. À, rất là vui. Quá cái này gió, quá gió luôn rồi. Cái này gió bắt đầu mạnh nè. Nhiều lắm á, cái đó là nhiều lắm á. Dạ. Đêm qua đang cào luộc. Đó sò sò huyết, ăn sò huyết nè Tăng. Ốc này ốc này ốc đắng hả? Chưa chín đâu, chín rồi bỏ đi. Chưa chín sao? Đây chín rồi, chín rồi. Này có con lụa này chưa chín nè. Sò này chết rồi ơi, bởi vì nó không bung miệng ơi, mà gỡ ra chết mềm xèo nè, nó mềm xèo rồi nè. Chết rồi, sò chết. Tao lụa tao ăn cái sò tao không ăn được. Gì? Đó giờ luôn. Thì giờ cháo cũng chín rồi. Bây giờ bắt đầu ăn cháo bạn. Đó, có gạo nè. Gao đồ kia đầy đủ hết á. Đó, cháo cháo sò lụa bạn. Cái giá gãy hình khúc rồi. Đâu lại nói vậy. Cháo nè, mực nè các bạn. Đó rồi thịt vịt. Sò với ốc búa, cái này mực gai quá. Gai. Mực gai giòn dữ lắm luôn. Đó cái nè. Quả luôn cháo lụa nha. Đó, mực anh em cào dính. Thầy cái phao câu nè, để chán lại nè, phao câu nè. Chán đâu? Chán không đâu? Để đi, mọi người nào ăn rồi. Không có đem chén qua không? Chén này. Để tay nồi cháo. Để tay nồi cháo luôn rồi, nhức nách luôn rồi. Cháo này chưa nè. Nhờ cháo mà thấy lụa với thịt nhiều hơn cháo. Ốc búa gì tựa lưa hết trơn luôn. Anh ơi, cội gạo
nó gào vô cho nó bớt bớt nóng á. Thịt này. Ừ. Vậy bắt đầu múc đây. Bên ta ăn nhậu bên đây chơi cái này. Ừ. Bên kia ta nhậu quá trời luôn, đây mình ăn cháo đi. Đúng rồi. Rồi đã bỏ vô chua tới nè trời. Na na con bự chi không biết. Đủ rồi thấm ơi. Rớt kéo lên. Có nước rồi hấp nè. Nè nặng chanh đồ vô ớt rồi kìa. Ừ, trời lạnh ăn ớt rồi kia vô ha. Chè vô miếng chanh coi, bển còn một chanh luôn kìa. Chanh vô dưới chén nè, để lại nặng hồi nặng cái nữa. Đồ thấm vô chấm nè, hai viên hai gốc. Ăn về múc đó nha. Quá trời mà cháo. Quá trời luôn rồi. Ăn đi tôi gọi đèn trang. Cháo này ăn rồi mà không múc lại cái gì vậy. Bỏ vô miếng ớt các bạn, trời lạnh ớt ăn cho nó cay cay á. Phải ăn bưng đâu đâu vậy? Rồi. Cháo. Cảm luôn. Ừ. Cho thêm miếng nước mắm nữa coi cho nó mà vừa ăn coi. Có mặn lạc vậy không? Mắm sợ gì? Chế miếng nước mắm nữa là vừa ăn á. Búa nó búa ngọt ghê trời. Đó, giờ mời các bạn ăn cháo á. Nóng. Nóng như cái gì lắm. Đây lụa đây. Ui lượng xong qua đây ăn cháo à. Ăn nhiều quá, ăn hết là không hết đâu. Nóng nhiều lắm. Còn nhiều lắm rồi. Nóng còn cháo là chứ chợ mà nấu qua được không có sợ. Cháo, cháo toàn là mực với hải sản không? Cháo ở đây hút hải sản luôn. Hút hải sản à? Cũng sao bằng chứ. Sò, rùa, ốc nữa. Ốc. Ở đường Cổng Chào nó có bán bún sò với cháo sò đó mày. Ô tao đợt đó tao kêu mua ăn thử tao uống mấy sò rồi mày còn trời khá gã hết trơn à. Búa đây ở con hút búa coi sao mày, ở cầu quay xuống đường ấy đó chỗ nó bán đồ búa à. Búa ngon á. Cái đường vừa xuống bánh xe mới á. Kéo nhiều kìa. Tao có bán mà. Ồ. Đường xuống bánh xe mới nó có bán bà cái cháo má heo á thầy. Lúc đó nó quen cái thằng làm gì bên trong nè. Rồi cái đặt đó như đám cưới ông trường. Cưới ông
trường hay là đám cưới gỗ gì đó quên rồi. Rồi đầu đi đám cưới đó, qua cái vậy hồi tối nó lấy nét không rõ, các bạn xem thông cảm ha. Hồi hồi tối giờ nãy ăn hết chén rồi, giờ mình làm thêm chén nữa các bạn. Ảnh quýnh đó xỉu luôn. Ừ, dạng như bua xếp với nhau mà sàn ngầu sàn ngầu đó. Ảnh đập kia xỉu luôn, xỉu rồi tới chừng kêu hình như ông Thiện quý quý lại là tụng chính ảnh ảnh đó vô. Cái bà ảnh đó hả? Ừ, bà ảnh tính quẹo nha. Quá rồi, sức mồ hôi luôn rồi. Mấy chén rồi. Thử cho hết rồi cháu đi. Nó nổi lò cháu không có đó. Đang gồm cái gì thế thế không ăn nổi. Thấy kìa méo nha. Ờ, bây giờ nào cái gì.